Báo cáo chú, đã xác định được vị trí của Đông. Hiện tại đang ở khu dự án Đông An 5 ạ. Rõ. Phía trước có chốt chú. Chắc là kiểm tra hành chính thôi. Thái đã lo cả rồi. Cứ xuống làm việc bình thường. Chào anh. Chào anh ạ. Yêu cầu anh xuất trình giấy phép. Có vấn đề gì đây? Tôi kiểm tra. Anh đã bị bắt. Mời anh xuống xe. Có chuyện gì đấy? Báo cáo các đồng chí, tôi xin tạm tổng kết lại như thế này. Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến nội dung trên đều được lưu lại bằng văn bản. Xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. Chào anh Giang, tôi Hữu đây. Xin lỗi anh, Hữu nào ạ? Tôi Hữu trên trung ương đây. Tôi gọi mấy lần nhưng không thấy anh gọi lại. Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ, thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con thì mẹ mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài biến tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn bắt. Win-win, đôi bên cùng có lợi.